Sự nghiệp thành công rực rỡ nhưng cũng không ít sóng gió của Jack, từ một hiện tượng vụt sáng thành sao ẩn A đình đám. Jack là ca sĩ trẻ nổi bật tại V-pop hiện nay. Anh nổi lên như một hiện tượng sau chùm hit Hồng Nhan, Bạc Phận, Sóng Gió và nhanh chóng gặt hái được những thành tích đáng nể. Tuy nhiên, con đường hoạt động nghệ thuật của nam ca sĩ không hề bằng phẳng, vẫn có những ồn ào xảy ra ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh mà Jack xây dựng. Jack tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn, anh sinh năm 1997 tại Bến Tre, bắt đầu sự nghiệp ca hát với tư cách thành viên nhóm rap G5R, phát hành một số ca khúc như Giai điệu miền Tây, Mẹ ơi hay, ra mắt bài hát Về bên anh, chàng trai miền Tây gây chú ý trong giới underground nhưng tài năng vẫn chưa được ghi nhận rộng rãi. Năm 2019, Jack sang trang khi phát hành Hồng Nhan, ca khúc bất ngờ trở thành hiện tượng và đưa tên tuổi của anh phất lên như diều gặp gió. Không để khán giả chờ lâu, Jack tiếp tục phát hành ca khúc Bạc Phận, Sao Em Vô Tình, Sóng Gió, Em Gì Ơi, Hòa Vô Sắc và lần lượt đạt được những thành tích đáng nể, khuấy đảo các bảng xếp hạng âm nhạc Việt Nam. Sau khi tách khỏi công ty quản lý, Jack tiếp tục duy trì độ nổi tiếng ấn tượng của mình. Anh chàng cho ra mắt loạt ca khúc được đầu tư chỉnh chu từ hình ảnh đến giai điệu, thay đổi nhiều phong cách âm nhạc khác nhau. Bản thành tích của nam ca sĩ cũng ngày một dày thêm với những dấu ấn chưa từng có trong sự nghiệp liên tiếp được tạo ra. Thành công đến nhanh khiến tên tuổi Jack được chú ý bậc nhất trong làng nhạc Việt thời điểm đó. Trong lúc sự nghiệp đang lên, anh vướng phải lùm xùm về thái độ. Theo đó, nam ca sĩ bị tố chảnh chọe, coi thường đồng nghiệp vì không muốn xuất hiện chung trong chương trình Giọng Ải Giọng Ai với Quân AP, hạ sát yêu cầu đổi khách mời vào phút cuối. Chưa dừng lại ở đó, Jack còn rơi vào nghi vấn FA kiểm soát clip ghi hình của người bí ẩn trước đó. Ban tổ chức đã gỡ xuống bản gốc với lời giải thích liên quan đến các vấn đề về kỹ thuật chuyên môn. Jack tiếp tục vướng vào lùm xùm mắc bệnh ngôi sao khi lái thẳng xe vào trong sự kiện với dàn vệ sĩ vây quanh. Đáng chú ý là các nghệ sĩ khác đều lựa chọn đi bộ vào. Hình ảnh được chia sẻ khiến nhiều người tức giận với cách hành xử của anh. Tuy nhiên, sau đó công ty quản lý đã đính chính thông tin này rằng Jack được hộ tống bằng xe sang một cổng khác tại sự kiện chứ không có chuyện phi thẳng vào sân khấu, trong khi các nghệ sĩ khác lại đi bộ. Cuối năm 2019, ồn ào rạn nước của cặp bài trùng Jack và cộng sự gây xôn xao làng nhạc. Những ồn ào liên tiếp ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp của Jack. Thế nhưng, điều đáng nói là nam ca sĩ vẫn giữ được vị trí của mình trong thị trường âm nhạc Việt. Người hâm mộ chưa từng quay lưng với Jack, thậm chí ủng hộ anh ngày càng cuồng nhiệt hơn. Sự thành công của Là Một Thằng Con Trai, Hoa Hải Đường hay Lay La Lay là một ví dụ điển hình. Giọng ca Hoa Hải Đường sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Bên cạnh đó, anh cũng luôn nhận được nhiều lời khen vì chịu fan hết nấc. Trong những ngày giãn cách xã hội kéo dài, nam ca sĩ vẫn thường xuyên liên lạc với fan qua nhóm kín. Trong mùa dịch, ngành giải trí dường như đóng băng, anh vẫn thường xuyên giữ liên lạc, tương tác với người hâm mộ bằng việc đăng tải các bài viết có nội dung ấm áp, ngọt ngào lên nhóm fan club. Giọng ca Là Một Thằng Con Trai lo lắng người hâm mộ sẽ suy diễn lung tung trước những tin đồn thất thiệt. Dù vướng nhiều ồn ào trong sự nghiệp, Jack vẫn có một hậu phương vững chắc. Hơn nữa, fan ghi nhận sự nỗ lực của anh trong âm nhạc và ủng hộ điều đó. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.